thể mượn chiếc y, chiếc áo của một người tu để mà đi khất thực nếu như khi mình chưa thọ cụ túc giới. Như cái hành trình 112 ngày đầu đà qua vùng đất thiên ở Ấn Độ đấy, thì quả thật đó là cái lần đầu tiên của sư Trinh trong đời. Dạy cho sư rất là nhiều cái bài học trong suốt cái đời tu của mình 16 năm dấn thân vào một cái hành trình như vậy. Tất cả những cái gì mà mình am hiểu về giáo pháp nó giống như là hạt cát ở trong sa mạc, không thể kìm nén được cảm xúc. Từ những con đường đất đỏ, bụi mù, không thấy cái bóng chiếc y đâu cả, đến những cái đoạn đường mà gai góc rậm rạp, đá sỏi lởm chởm, nó làm cho mình nhớ lại cái hình ảnh là Đức Phật Ngài đã trải qua như vậy. Như vậy mình thấy xót, mình thấy thương Đức Phật. Vậy thì ai ra những nguyên tắc của 13 hành đầu đà này, hay là từ khi có Ngài Ca Diếp đưa ra thì mới có? Cái đó con rất là thắc mắc. Ra là 13 pháp hành đầu đà này đó là Đức Phật Ngài cũng theo như là chư Phật trong trong ba thời đó là quá khứ, hiện tại và tương lai đều có 13 pháp hành đầu đà này y như nhau cả. Thì cái pháp hành đầu đà này là Đức Phật Ngài tuyên dương cái hành đầu đà này, là Ngài Đại Ca Diếp là đệ nhất đầu đà. Ngài tuyên dương công hạnh này, và chính Ngài Ca Diếp chính là vị thượng thủ, là chính là Ngài Thánh đầu tiên mà Ngài xin phép Đức Phật để thọ trì 13 pháp hành đầu đà này. Có một tương truyền như thế này, đó là do Ngài Đại Ca Diếp ấy, Ngài cái hảo tướng của Ngài rất là tốt nha. Ngài tướng hảo rất là quang minh, và có những nơi nói rằng là Ngài nhìn na ná giống như Đức Phật. Do khi mà Ngài nhìn giống như Đức Phật cho nên nhiều Phật tử tới đó người ta hiểu lầm Ngài là Đức Phật. Và khi mà hiểu lầm Ngài là Đức Phật rồi đó, thì Ngài mới chọn cái con đường đó là Ngài vào trong rừng sâu núi thẳm để Ngài tu tập. Ngài tránh để cho người ta nhìn mình đó là Đức Phật, tại vì Ngài không muốn mình mà phạm vào cái tội đó để bất kính, để cho người ta có những cái lỗi lầm như vậy. Do vậy cho nên Ngài quyết định Ngài chọn cái pháp hành đầu đà, đi vào trong rừng sâu núi thẳm để ở riêng một mình, độc cư thanh tịnh như vậy. Thì Đức Phật Ngài chế định, Ngài đã dạy ra những cái pháp hành đầu đà này, và Ngài đã cái giết chính là người để mà xin thọ trì. Con cảm ơn sư. Theo con ngày xưa con có từng đi lên núi Khổ Hạnh Lâm, tức là trước khi Đức Thế Tôn giác ngộ xong thì xuống con sông đi liên thuyền, xong rồi tới cây Bồ Đề để gọi là nơi Đức Phật thành đạo. Thì đối với con thì khi mà con tìm thấy đạo Phật thì luôn luôn nói tới vấn đề là đạo Phật là một con đường trung đạo. Vậy thì ở góc nhìn của con thì nếu mà đã trung đạo thì nó không quá trôi lăn, và nó cũng không quá ép sát mình. Như vậy thì cái hạnh đầu đà này có phải là ép sát mình hay không, là đi đúng con đường của Đức Thế Tôn hay không? Dạ. Đạo Phật chính là đạo trung đạo. Trung đạo là trung dung, chính giữa, không có quá căng mà cũng không quá dùng. Để mà mình tu tập giải thoát được, nó là phải. Thì trong giáo pháp chúng ta biết là giáo pháp có 84.000 pháp môn lẫn rất nhiều những pháp môn, nhất là những lời dạy của Đức Phật Ngài dạy đó là phương lương diệu dược, trị lành bệnh cho tất cả chúng sanh. Và mỗi chúng sanh Ngài sẽ dạy, Ngài sẽ cho một cái phương thuốc khác nhau. Không có bất cứ một ai có thể là lấy một cái phương thuốc của người này áp dụng cho người kia được cả, phải không? Mình có bệnh tâm của mình là như thế này thì Ngài sẽ cho mình đúng cái phương thuốc để trị cái bệnh tâm này. Còn đối với Quang Châu sẽ là một cái bệnh tâm khác, thì Đức Phật Ngài sẽ cho một cái phương thuốc thích hợp với Quang Châu, khác với nhau với sư, đúng không? Vậy thì cái pháp hành 13 pháp hành đầu đà này là một trong những cái cách thực tập để mà dẫn dắt đến cái con đường thanh đạo thanh quả, cho nên nó cũng là một cái pháp tu tập. Thì nó đương nhiên là nó sẽ khác biệt với tất cả những cái phương pháp khác, là bởi vì những phương pháp này là phương pháp làm cho mình gọi là
nghiêm miên mật nhất có thể, không phải là hành xác, ở đây không phải là hành xác. Yeah. Trong con đường trung đạo có nghĩa rằng là không có được hành xác mình, nhưng mà đây không phải là hành xác, đây là một cách tu tập để cho mình ly dục, ly phiền não, để cho mình bỏ bớt tất cả những cái tham ái ở nơi thân này của mình. Yeah. Yeah. Cho nên ở trong kinh đó, có nhiều đoạn đó nó nhắc tới cái vấn đề mà một vị tu tập ấy, khi mà đi tới cái một ngôi làng mà người ta hung dữ quá, thì cái vị này mới hỏi, mới xin ngài trưởng lão này, mới xin Đức Phật rằng là: bạch thưa Đức Thế Tôn, con biết cái ngôi làng này Phật tử họ rất là hung dữ, họ rất là hung dữ, nhưng mà con muốn tới đây để mà xin tu tập ở trong cái ngôi làng này. Thì Đức Phật ngài nói: con biết rằng ngôi làng này người dân họ rất là hung dữ, vậy nếu con chọn tới nơi này để tu tập, người ta sẽ chửi mắng con thì con sẽ như thế nào? Thì vị này nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, thì con sẽ cảm ơn họ, bởi vì họ vẫn còn thương con, họ chưa có đánh đập con. Đức Phật ngài nói: vậy thì nếu như họ đánh đập con thì con sẽ như thế nào? Ngài trả lời: dạ bạch Đức Thế Tôn, vậy con vẫn còn cảm ơn họ là bởi vì họ chưa dùng cây dùng gậy để đánh đập con. Vậy nếu họ dùng cây dùng gậy đánh thì con sẽ như thế nào? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con sẽ vẫn tri ân họ là bởi vì họ chưa có giết con. Vậy thì nếu như họ giết con thì sao? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tri ân họ bởi vì họ giúp cho con giải thoát ngay trong kiếp hiện tại này, để không còn dính mắc vào cái thân uẩn này nữa. Vậy chính cho nên cái con đường mà tu tập Đầu Đà cũng vậy, là mình có những phương pháp để làm cho mình không có bị dính mắc vào ba thứ mà nãy sư trình bày ngay từ lúc đầu, đó là cơm nước, y phục và chỗ ở. Là tất cả những cái đó là nó bị dính mắc bởi là mắt nè, tai, mũi, lưỡi và thân này. Mình bị dính mắc bởi cái này ở gọi là ngũ dục. Chúng ta dính mắc rất nhiều trong đời sống của chúng ta. Cho nên tu tập Đầu Đà là một cái phương pháp để hỗ trợ, để ly dục, ly phiền não, ly hết tất cả những cái ngũ dục này một cách gọi là rốt ráo. Giống như hồi nãy sư có chia sẻ với con là từng thời của Đức Thế Tôn, nếu ngoài ngài Ma Ca Diếp là thực hành có thể là đúng 13 hạnh, nhưng từ thời đó tới bây giờ là chưa có vị sư nào có thể thực hiện được, chỉ là một trong 13 hạnh Đầu Đà thôi. Vậy thì đối với một người gọi là không có quy y Tam Bảo, hoặc là không có nằm trong tăng đoàn của Đức Thế Tôn, nhưng mà họ phát tâm để họ đi khắc thực, thì sao sư, nó được hay không, được công nhận, hay là nó giống như trước đây của 2500 năm trước không sư? Thật ra là từ thời mà Đức Phật ngài còn tại thế cho tới bây giờ đó, chúng ta không thể nào biết được là vị nào tròn đủ 13 pháp hạnh hay là vị nào không đủ. Nhưng mà trong thời Đức Phật á, sẽ nói là trong thời Đức Phật chỉ có ngài Đà Ca Diếp là ngài tròn đủ, còn lại là dường như là không đủ. Còn sau đó thì sư nghĩ rằng là trên thế gian này không có cái gì mà không thể, vẫn sẽ có những vị như vậy, nhưng mà thường những vị ẩn sĩ giống như vậy thì chúng ta ít có cơ hội, và chúng ta không đủ duyên, không đủ phước để mà gặp. Cho nên có thể rằng trên thế gian này vẫn có, chỉ có là chúng ta chưa gặp, cho nên chúng ta không biết. Chung quanh ta, chúng ta có rất nhiều những bậc chân tu, chúng ta nên tin và tưởng đến cái điều đó. Còn ở trong Phật giáo á, ngoài Phật giáo ra có những vị không phải là tu sĩ, Quan Châu hỏi có những vị không phải tu sĩ mà cũng muốn phát tâm để mà giống như là đi trì bình khất thực mỗi ngày để mà nuôi mạng chẳng hạn. Thì ở đây đó là hồi xưa đó, khi mà những vị gọi là ẩn sĩ, những vị ẩn sĩ ở trong rừng sâu thì các vị cũng là sống về nuôi mạng, về là vật thực để mà đi xin thôi, chứ cũng không lấy đâu ra thực phẩm để mà sống. Còn những vị ẩn sĩ thì những vị này không phải là những vị tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Các vị vẫn sống cái đời sống giống như vậy, vẫn phải đi xin từng nhà để mà ăn. Thì cái này có những cái đó là từ trước khi thời Đức Phật đã có, chứ không phải Đức Phật xuất hiện rồi mới có những cái đó. Có những cái là nó đã tồn tại lâu đời rồi. Và cái đời sống mà chúng ta muốn phát nguyện để mà thực hành những cái công hạnh Đầu Đà này đó, thì trong giáo pháp nếu là gọi là phát nguyện thực hành hạnh Đầu Đà thì dường như chỉ có chư Tăng. Nhưng mà chúng ta muốn thực tập những cái đó để cho chúng ta có những cái phúc duyên,
chúng ta có những cái công đức riêng cho chính bản thân chúng ta thì cũng không ai cản chúng ta cả. Dạ. Không ai cản chúng ta cả. Vậy trên cái hành trình đó, sư có thể kể có một vài mẫu chuyện mà rất là khó khăn để trải qua trên 112 ngày để cho con có thể là hiểu rõ hơn về cái hành trình này và cho mọi người biết nhiều hơn về cái hành trình mà gọi là theo con là rất là khó khăn. Tại bản thân con không biết là vì sao con có làm được hay không, nhưng thấy giờ con rất là ngưỡng mộ. Dạ. Vì cái hành trình mà 112 ngày đầu đà qua vùng Đức Thiên ở Ấn Độ đó, thì quả thật đó là cái lần đầu tiên của sư trên trong đời sau 16 năm tu tập và được tham gia cái hành trình đầu đà đó. Quả là một cái việc nó rất khó đối với sư. Đời sống mình ở trong chùa dù sao đi nữa nó vẫn đầy đủ tiện nghi. Nói xin lỗi chứ mây lạnh mây sưởi nó chạy liên tục. Mùa đông thì có mây sưởi, mùa hè thì có mây lạnh. Không, mình không còn cái việc mà mình phải lăn xả bên ngoài thì chuyện đó chuyện đương nhiên. Nhưng dù sao đi nữa nó vẫn đầy đủ hơn. Cho đến khi mà đi qua đầu đà bên Ấn Độ cái chuyến đi này đó, thì sư mới nhận thấy ra rằng là mình không là gì cả. Mình bị bỏ buộc, bị gò bó ở trong một cái không gian mà mình cho rằng là tốt. Nhưng mà khi mình bước ra, mình dấn thân vào một cái hành trình như vậy, mình sẽ thấy rằng là tất cả những cái gì mà mình am hiểu về giáo pháp nó giống như là hạt cát ở trong sa mạc vậy. Nó giống như hạt cát trong sa mạc. Khi mà mình học qua kinh điển, nghe qua thầy tổ và chư vị giảng dạy đó, về Đức Phật Ngài đã trải qua thời gian 45 năm hoằng pháp như thế nào, nghe nó rung động, nó thương kính Đức Phật. Nhưng mà cái sự thương kính, cái sự rung động đó nó tăng dường như gấp biết bao nhiêu lần sau khi mà mình chính là một trong những người dẫn thân vào trên con đường này và đi từng bước ở trên chính quê hương của Ngài. Có những lúc đó là nó làm cho sư phải nói rằng là không thể kìm nén được cảm xúc. Không thể nào kìm nén được cảm xúc khi mà đặc biệt là khi về tới thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng, tới thánh địa Kusinara là nơi Đức Phật Ngài nhập diệt. Mình trải qua cái thời gian dài rong ruổi từ chỗ này tới chỗ kia, từ những con đường đất đỏ bụi mù không thấy cái bóng chiếc y đâu cả, đến những cái đoạn đường mà gai góc rầm rạp, đá sỏi lởm chởm, tất cả những cái đoạn đường đó, và thậm chí đi ngang qua những nơi mà người ta không biết đến giáo pháp, họ nhìn thấy chư tăng họ buông những lời nói bất kính, những lời nói chửi rủa mắng nhiếc, tất cả những cái đó, những cái hình ảnh, những cái thực trải đó đó, nó làm cho mình nhớ lại cái hình ảnh, nghĩ lại, hoài tưởng lại tất cả những gì mình học qua kinh là Đức Phật Ngài đã trải qua như vậy như vậy. Đau khổ trải dài, kéo dài trong cái thời gian đó cho tới cái mỗi lúc mà mình về tới một cái thánh địa của Đức Phật là Bồ Đề Đạo Tràng và thánh địa nhập Niết Bàn, nước mắt nó chảy ròng. Nước mắt chảy ròng ở đây có nghĩa rằng là mình cảm thấy thương kính Đức Phật vô cùng. Bởi vì Ngài đã hy sinh biết bao nhiêu kiếp trong cái quả địa cầu thực hành công hạnh Ba La Mật, mà trong kinh nói rằng là thân xác của Ngài đã hy sinh vì chúng sanh để mà hoàn thành công hạnh Ba La Mật thành Phật. Núi ở trên thế gian này cộng lại cũng không bằng thay mà của Ngài đã bỏ vì chúng sanh, không bằng. Và nước ở trong tất cả đại dương trên quả địa cầu này cũng không bằng máu của Ngài đã đổ vì chúng sanh để mà thành tựu cái quả vị Phật toàn giác mà ngày hôm nay chúng ta được thừa hưởng.
Rồi 45 năm mà Ngài đã từng, này, sau khi Ngài thành đạo, Ngài đi, Ngài rong ruổi và cho tới tuổi già, Ngài 80 tuổi rồi mà Ngài vẫn còn đi, đi bộ như vậy. Ngài không có dùng thần thông để Ngài đi mà Ngài đi bộ. Sau khi mà mình trải qua thời gian đi bộ như vậy, đau, cái thân này nó đau nhức, nó bệnh hoạn, đủ thứ điều như vậy, về thấy cái nơi mà Ngài đã thành đạo, cái nơi mà Ngài nhập Niết Bàn, thì những cái giọt nước mắt hạnh phúc nó tuôn trào, không thể kìm nén được. Bởi vì mình thấy đau, mình thấy xót, mình thấy thương Đức Phật. Tất cả những cái đó, nó, sự tôn kính đó, nó không bao giờ nó có, chưa bao giờ nó xảy ra. Do vậy cho nên cả quá trình mà đi Đầu Đà trên, trên đất nước xứ Ấn, đi qua những ngõ ngách của cuộc đời của người dân xứ Ấn mà họ không biết gì tới hình ảnh của giáo pháp, hình ảnh của tăng đoàn, họ hoàn toàn không biết, mặc dầu là Đạo Phật đã xuất hiện từ Ấn Độ, Đức Phật Ngài là người Ấn Độ, người Nepal, mà họ hoàn toàn không biết. Là mình hiểu thôi, mình hiểu cái điều đó cũng là cái điều đương nhiên, bởi vì lẽ vô thường mà, nó phải biến thiên dịch chuyển như vậy thôi. Thì trải thời một thời huy hoàng khi Đức Phật Ngài còn tại thế, nhưng mà đến sau đó thì Đạo Phật sẽ dần dần mất đi, chuyển sang những nước khác, mà Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước được kế thừa, đúng không? Chúng ta được kế thừa. Nó sẽ luân phiên như vậy đi khắp nơi trên thế giới, để cho những ai hữu duyên về trong, trong giáo pháp, trong Đạo Phật thì có thể tu tập để giải thoát. Thì những con người bên Ấn Độ đó, họ rất là khổ, vào những vùng quê đó họ khổ lắm, nghèo nàn không biết cái gì cả. Bây giờ mình cứ suy nghĩ một cách rất là thực tế. Nếu một người mà mỗi ngày đều phải lo cơm áo gạo tiền, gọi là cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, thì lấy đâu ra thời gian để mà đi tu, để đi nghe pháp, để đi hành thiền? Không thể. Bởi vì sao? Bởi vì họ còn phải có gia đình, con cái, vợ chồng để phải lo, đúng không? Cho nên người dân xứ Ấn ở trong những cái vùng mà hẻo lánh, vùng quê đó, họ cũng giống như vậy. Họ cũng chỉ biết tất bật để làm ăn, để mà nuôi sống gia đình thôi. Ngoài ra họ không còn biết thêm gì nữa cả. Chúng ta hiểu được cái điều đó thì cái vấn đề này là nó xảy ra khắp ở thế giới, chứ không phải chỉ riêng Ấn Độ. Mà Việt Nam chúng ta đây cũng không thiếu. Đừng nói chỉ là những vùng quê, ngay cả ngay tại cái Sài Gòn, đất nước Sài Gòn này, tại cái vùng Sài Gòn này, thấy cái đời sống rất là tiện nghi, rất là đầy đủ đó. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy được sâu sắc hơn, là bởi vì xung quanh những cái tiện nghi này, đầy đủ này của chúng ta đã vẫn còn rất nhiều những mảnh đời cơ nhỡ. Họ cũng chỉ có cố gắng để mà sống qua ngày thôi. Họ cũng đâu có biết đến giáo pháp. Mong mỏi tìm đến giáo pháp cũng không có cơ hội, bởi vì họ phải sống. Chính vì vậy cho nên trong Đạo Phật á, có một câu trong kinh đó là đường tu bố thí đứng đầu. Thì trong cái câu mà đường tu bố thí đứng đầu là ý nhắc nhở chúng ta nên là mình làm gì thì làm. Mình tu tập là tu tập, mình sống ở đời mình cũng phải là biết làm sao bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường ở đây không có phải rằng là phải vào chùa hay là gặp một vị tu sĩ mới gọi là bố thí cúng dường. Mình thấy những mảnh đời cơ nhỡ mình cũng có thể giúp, những người cần giúp mình giúp. Và khi bố thí cúng dường đó, mình cũng không phân biệt cái đối tượng đó là người cần như thế nào, và họ sẽ sử dụng cái sự bố thí này của mình là như thế nào. Hoàn toàn không có những cái câu hỏi như thế. Khi mà mình đã quyết tâm làm phước thì tất cả những cái hành động đó, đó nó sẽ tạo cái phước lộc cho chúng ta trong thời vị lai. Do chúng ta có phước lộc, có cuộc sống đầy đủ sung túc thì chúng ta mới dư dả thời gian để mà hướng tới vấn đề tu tập được, đúng không? Bây giờ Quang Châu đã, ví dụ như Quang Châu có cái đời sống mà tạm gọi là ổn định, thì Quang Châu mới có cơ hội để ngồi đây để nói chuyện với sư. Hoặc là tới chùa để nghe pháp, để ngồi thiền một khóa thiền nào đó. Còn nếu như Quang Châu mà ngày mở mắt ra phải đi kiếm tiền cho tới tối, vậy thì Quang Châu có cơ hội và sư có cơ hội để ngồi đây nói chuyện với Quang Châu ngày hôm nay hay không? Hiển nhiên nó là không. Cũng vậy đó, cho nên đường tu trong cái Đạo Phật, Đức Phật Ngài dạy là bố thí là một trong những cái phương pháp để giúp cho chúng ta có cơ hội để mà tu tập. Vậy thì cái bố thí này mà Ngài Đại Ca Diếp, Ngài quyết định Ngài chỉ tế độ cho những người nghèo,
Ngài đi 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 trị bệnh khất thực, Ngài cũng chỉ là trị bệnh ở những nơi người nghèo mà thôi. Vì mục đích của Ngài là giúp đỡ cho những người đó, họ có cơ hội để mà thay đổi cuộc đời của họ. Vậy thì một vị tu sĩ thọ trì pháp hạnh Đầu Đà Du Phương như vậy cũng là cơ hội để cho những người có cơ, những người mà muốn phát tâm cúng dường, làm phước cúng dường, có được cái cơ hội để mà tạo công đức để thay đổi cái đời sống của mình trong kiếp, những kiếp về sau. Chúng ta có quyền để mà đi khất thực, nhưng mà cái vấn đề mà mình đi khất thực, mình phải biết rằng là không thể mượn chiếc y, chiếc áo của một người tu để mà đi khất thực nếu như khi mình chưa thọ cụ túc giới, chưa có vị thầy tế độ cho phép và chưa tụng tuyên ngôn để thành tựu một vị tăng. Thì mình không thể làm điều đó. Mình vẫn có thể mặc y đạo sĩ để mà mình đi hóa duyên. Thì cái đó khi mà mọi người phát tâm cúng dường cho mình, họ vẫn biết à đây là đạo sĩ chứ không phải là tỳ kheo. Như vậy nó cũng không có gì là sai trái cả. Các sư rất là nhiều, con cũng rất là thắc mắc trong cái khoảng thời gian vừa qua, nhưng mà khi mà sư nói con thấy nó nhẹ, tại vì con thấy à mình cũng có một thông tin, một kiến thức rất rất là hay trong cái hành trình tu tập của bản thân mình. Như vậy thì con xin nói lại một cái niềm vui của con hôm nay, con được có duyên lành con ngồi với sư. Đây là một vị sư mà Quang rất là ngưỡng mộ. Khi mà Quang đến Ấn Độ là một đất nước cực kỳ khó khăn, mà sư phải trải qua 112 ngày tại đất nước Ấn Độ, đất nước Nepal, để đi khất thực. Và các bạn biết không, ở Ấn Độ á, cái nguồn nước, thức ăn, mọi thứ á, nó rất là khó khăn. Thậm chí á, giống như sư nói, tới ngày hôm nay 2.500 năm và có hơn, nhưng mà chính con người Ấn Độ cũng không biết một Phật tử của Đạo Phật là như thế nào, một con người Đạo Phật như thế nào. Cho nên cái điều đó con thấy rất là khó khăn. Từ xưa giờ khi mà con nghe tới bố thí cúng dường, con chỉ nghĩ là giống như nó không phải là đến chùa hay là không phải là đến những cái nơi nào tu tập, mà chính sư nói đó là cái tình yêu thương của mình mà không có tâm phân biệt đối với chúng sanh. Mình gặp ai khổ, mình gặp ai hữu duyên, mình có duyên với mình thì mình sẽ giúp bằng cái tâm và không cần biết họ sẽ làm cái gì. Cái đó con thấy rất là hay, và đây là một trong những cái đánh động tới cái trái tim con. Thấy cái này là con cần lan tỏa hơn, cứ hãy yêu thương đi, hãy thể hiện cái tình yêu thương vô điều kiện đó đi. Và hồi nãy sư có nói con có cảm động ở chỗ là chính bản thân con cũng từng đi đến nơi Đức Phật thành đạo và nơi Phật Niết Bàn, con khóc mà con biết vì sao con khóc, tức là nước mắt ở trong nó chảy ra, con thấy con biết ơn quá. Hành trình đi Ấn Độ là con cũng rất là khó khăn để đi được đó, để qua Ấn Độ nó nhiều cái thử thách lắm mới đi được tới đất nước Ấn Độ. Nhưng mà khi nghe sư nói là con cứ tưởng tượng trên một cái hành trình mà giống sư nói là đất cỏi rồi bụi bặm, thậm chí không thấy cái áo phía trước luôn, mà đi tới nơi Đức Phật thành đạo thì con không tin tưởng, con không hiểu được là nó đẹp thế nào. Tức là mình đã đến một cái nơi giống như mình về Tây Thiên Chúc gì đó, mình về được cái nơi đẹp như thế này. Cho nên là con cũng có cảm xúc khi sư kể ra là con bắt được cái nhịp đó, tại vì con là con người cũng từng tới đó mà con không có chịu khổ như sư, mà con đã khóc vậy rồi. Để đó với sư con nghĩ là cực kỳ cảm xúc luôn. Nhưng mà cái giọt nước mắt con nghĩ là của con hay là của sư, tất cả đều là cái tình thương, là một cái gì đó nó cảm ơn Đức Thế Tôn, là một cái sự hy sinh lớn như vậy, chứ không phải là mình khóc. Nhưng mà sau hành trình đó thì con nghĩ là sư có biết một cái cuốn sách mà con cũng đã từng đọc rất là hay. Sư đã có một cuốn sách mà khi mà con giờ con cũng nghẹn ngào thật sự, đó là cuốn Bước Chân Hành Giả, là của Tỳ Kheo Tuệ Nhân. Thì cuốn sách này là sư kể hết cái hành trình 112 ngày khi mà sư đi tới Ấn Độ và Nepal, trải qua rất là nhiều cái khó khăn, thử thách để cùng với đoàn, và đã tạm gọi là chinh phục được một cái hành trình khá là gian truân như vậy. Thì đối với sư, trong cuốn sách này có rất là nhiều ngày, thì cái ngày nào đối với sư là sư ấn tượng nhất trong cuốn sách này? Trong cuốn sách này có, nói chung là cả một cái quá trình mà cứ ngày đi, khi mà đêm về đó, mà sư thường hay gọi là dựng cái ổ cho mình trước khi mà bắt đầu viết bài. Cái ổ ở đây trong cuốn sách, nếu như quý vị có đọc đó, thì Quang Châu nếu đọc trong đó sẽ thấy rằng là sư mở ngoặc kép, đó là
cái ổ đóng một kép. Bởi vì cái ổ ở đây nghĩa là mỗi vị đều có một căn lều riêng cho mình cả. À, cái lều đó là cái lều xếp thôi. Thì sau khi về tới nơi rồi đó là vị nào mà nguyện mà ở dưới gốc cây đó thì là không có lều, còn vị nào mà ấy thì phần đông là có lều. À, thì các vị sẽ ngồi trong lều đó để mà tu thiền hay làm cái gì đó. Thì riêng sư đó thì gọi là đó là cái ổ, là bởi vì nó không phải là một cái chỗ ở. À, mà cái chỗ cái ổ đó là không phải chỉ một mình sư nằm hay là ngồi, mà còn có thêm một chú đệ tử nữa. À, sư còn cho thêm một chú đệ tử nữa, đó là chú chó Aloka. À, chú chó Aloka tức là con chó mà theo chân Đầu Đà từ những ngày đầu tiên cho đến hết suốt cái hành trình. Thì cái duyên của sư với Aloka cũng rất là đặc biệt. À, phải nói rằng là cái hành trình đầu đi Đầu Đà có rất nhiều điều để đáng nhớ, nhưng mà sư nhớ nhất là cái lúc mà sư ẵm Aloka trên tay để mà đi từng cái con chợ, từng cái ngõ ngách, từng căn nhà tại ngay biên giới Nepal và Ấn Độ để mà tìm danh y cứu chữa cho Aloka. Tại vì Aloka là một chú chó Đầu Đà mà sư cho rằng là không phải dễ dàng làm được. Suốt cả một cái hành trình như vậy đó, có cả hàng trăm chú chó đứng, hàng trăm hàng ngàn chú chó đứng nhìn đoàn tăng đoàn đi qua. Cũng có những chú chó đi theo đoàn nhưng mà chỉ được vài ba ngày rồi là bỏ cuộc, không đi theo tiếp tục được nữa. Riêng Aloka là chú chó đầu tiên đi theo đoàn mà có thể kéo dài hết 112 ngày như vậy. Và chú chó đã đi và bị xe tông và bệnh liên tục như vậy đến nỗi mà sắp chết. Sư ẵm chú chó đó đi tìm danh y để cứu chữa, mong rằng chú có thể hoàn tất được cái hành trình. Thì những cái đoạn đó làm cho sư nhớ lại rất nhiều về giáo pháp của Đức Phật. À, khi mà mình đối diện với sự thật như vậy, bản thân của mình rồi bản thân của Aloka như vậy đó, làm cho sư suy tư tới rất nhiều về những cái lời dạy của Đức Phật. Thì những cái bài học đó rất là đáng quý. Và đặc biệt cái lúc mà sư nhớ đang có một lúc là đi về cái thánh địa mà Kusinara, thấy cái hình ảnh, cái tôn tượng Đức Phật ngày nằm Niết Bàn. Cái tượng, nếu như mình đã đi qua đó, mình sẽ thấy cái đôi chân của Ngài đó, thì ở giữa cái đôi chân của Ngài họ có kẹp một cái gối. À, và cái chân của Ngài là làm to hơn thường lệ, to hơn cái bàn chân bình thường, là bởi vì mục đích là muốn để cho mọi người thấy rằng là Ngài đã du hành những ngày cuối đời của Ngài, chân nó sưng lên luôn, sưng tẩy lên luôn. Chân của Ngài, nó chân của Đức Phật sưng tẩy lên, cho nên kê cái gối chính giữa để cho nó không có bị cấn với nhau. Đó là cái tồn tượng tại Kusinara chúng ta nhìn thấy như vậy. Và khi mà sư đi như vậy đó là cả đoàn, chứ không riêng gì sư, mà bản thân sư là lâm bệnh rất là nhiều. Và chân nó bị đâm, bị chích, bị rách, bị đổ đủ thứ, sưng vù lên đi không nổi luôn. Thì chính tất cả trải qua những cái giai đoạn đó, khi về tới nhìn thấy Đức Phật Ngài nằm đó Niết Bàn, tự nhiên mình không thể nào kìm nén được. Mình thấy rằng là mình đã trải qua cái thời gian đó, mình nghĩ tới Đức Phật, mình thấy con thấy con đã làm được cái việc mà con nghĩ rằng con không thể nào vượt qua được. Nhưng hôm nay con đã làm được cái điều này, và con về đây con nhìn thấy Ngài, con cảm thấy con thương kính Ngài vô cùng. Con lúc đó chính là những lúc mà mình có thể mình quỳ, mình dâng cái phần công đức nhỏ nhoi của mình lên Đức Phật. Đó là cái pháp hành của mình. Thì những cái đoạn đường đó, đó nó dạy cho sư rất là nhiều cái bài học. Trong suốt cái đời tu của mình 16 năm mà trải qua 4 tháng, gần 4 tháng, 112 ngày đó, cho sư trải nghiệm, cho sư học được ở trên chính cái thân và cái tâm của mình rất nhiều bài học quý giá. Thì 112 ngày, nhưng mà trong cuốn sách này đó thì sư không có, sư đúc kết lại có những ngày đó là tại vì đi đường dài, không có những cái điểm điểm nhấn ở trong cái lộ trình đi, cho nên sư gom lại những ngày đó, sư gom chung vào một bài chẳng hạn. Thì cứ mỗi lúc mà về tới nơi như vậy, về tới cái chỗ để mà nghỉ ngơi buổi tối đó, thì thường lo xong cho Aloka nghỉ, thì lúc đó sư sẽ bắt đầu ngồi sư viết, viết lại cái quá trình mình đã đi trong ngày như thế nào. Nó rất là mệt. Mình về tới nơi là đã đuối rồi, gọi là chân, khi mà đã ngồi xuống rồi đó,
thì cái việc mà đứng lên lại là cả một cái vấn đề rất khó khăn. Thà mình cứ đi hoài thôi thì không sao, nhưng mà mình đã ngừng lại rồi, mình ngồi xuống rồi, mình đứng lên là xin lỗi, giống như là một cụ già 80 tuổi vậy. Đau lắm, đau dữ lắm. Thì cái hành trình đầu đà này đó là gom lại thành 112 ngày tổng cộng. Trong cuốn sách này đương nhiên là nó sẽ nói tới rất nhiều những cái nơi mà Đức Phật Ngài đã đi qua. Bởi vì cái chuyến đi này không những là đi qua 4 cái động tâm chính, mà còn đi qua hết tất cả những cái điểm lớn nhỏ của Đạo Phật của chúng ta trên khắp đất nước Ấn Độ và Nepal.